Xin chào anh em nhé. Hiện tại thì tôi đang ngồi trong chiếc VinFast VF8 phiên bản Lux Plus. Đây là cái phiên bản cao nhất của VF8. Thì thực ra như này, cái hôm sự kiện ra mắt cái mẫu xe này thì tôi cũng có mặt ở đó. Và hôm đó tôi có nhìn qua những cái mức giá của các mẫu xe VinFast VF8 này. Thì nói thật với anh em là cái giá hôm đấy tôi xem ấy, 1 tỷ 3 chưa lăn bánh cho cái phiên bản cao nhất này. Thì với cá nhân tôi thì tôi thấy là nó cũng hơi đắt thật. Tuy nhiên gần đây tôi thấy là một số anh em chia sẻ là VinFast đang giảm giá rất nhiều. Cụ thể là cái mẫu VinFast VF8 này, hôm nay tôi tiện qua cái chỗ trung tâm thương mại này thì tôi hỏi những cái bạn sale ấy, thì giá lăn bánh cái con bản cao nhất của VF8 này nó chỉ có đâu đó khoảng hơn 1 tỷ 1 tại khu vực Hà Nội, phiên bản thuê pin. Với cái con số 1 tỷ 1 ấy, nếu mà anh em mua các mẫu xe xăng thì anh em sẽ mua được những cái mẫu CV hạng C phiên bản cao nhất. Trong khi cái mẫu VF8 này nó là mẫu CV hạng D, nó cao hơn một phân khúc. Thì rõ ràng là tôi thấy là nó ở cái mức giá nó cũng tương đối hợp lý rồi. Còn thực ra nếu anh em so sánh nó với cái thế hệ cũ ấy, thì đâu đó anh em vẫn sẽ cảm thấy nó hơi đắt hơn một chút. Nhưng mà anh em phải nhìn vào những cái nâng cấp của nó. Đầu tiên, cái dễ nhìn nhất là anh em sẽ thấy là cái mẫu xe này nó được sơn hai màu. Sơn hai màu thì nó sẽ khác điều gì? Cái bản hai màu này sẽ không được bán cho taxi nữa. Và kể cả khi bán cho khách hàng thì khách hàng cũng sẽ phải cam kết là không sử dụng taxi cho cái phiên bản sơn hai màu này. Thì đó cũng là một cái điểm đáng giá về mặt hình ảnh so với thế hệ cũ. Theo tôi đánh giá như vậy. Ngoài ra thì cái bản mới này nó còn nâng cấp cả phần cứng và phần mềm. Phần cứng thì nó thay đổi về pin. Pin của nó thì bây giờ nó đã sử dụng là pin CATL. Cái pin CATL này thì theo tôi được biết thì nó đã nhẹ hơn so với cái pin cũ và dung lượng pin nó cũng tăng lên. Thì thực ra cái pin mà nhẹ hơn này, dung lượng tăng lên thì nó sẽ làm tăng quãng đường di chuyển. Hiện tại quãng đường di chuyển của mẫu VinFast VF8 này nó lên đâu đó khoảng 406 km theo công bố của nhà sản xuất. Thì đó cũng là một cái điểm nâng cấp đáng để nói trên cái mẫu VinFast VF8 này. Ngoài ra anh em để ý kỹ sẽ thấy là cái đít xe này nó đã đỡ bị sệ hơn so với cái thế hệ cũ. Đó, theo tôi nhìn thấy ở đây nó phải tăng lên tầm 1 đến 2 cm. Thực ra cái fork ở thế hệ cũ ấy, thì tôi thấy rất nhiều anh em chê là nó tương đối sắp và nó cũng không được êm ái cho lắm. Tuy nhiên so với cái thế hệ mới này thì tôi thấy rõ ràng là VinFast đã đang cải thiện nó tốt dần lên. Hành trình fork lớn hơn giúp nó vừa cải thiện về mặt thẩm mỹ cũng như là giúp chiếc xe êm ái hơn so với thế hệ cũ. Thì đó là những cái thay đổi phần cứng về mặt bên ngoài xe. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong và thử test một số tính năng AI trên cái mẫu VinFast VF8 này. Hey VinFast, chỉ đường cho tôi đến quán ăn gần nhất. Dưới đây là 5 kết quả xung quanh anh chị được tìm thấy. Anh chị muốn tìm đường tới nhà hàng thứ mấy? Nhà hàng số 5. Thực ra khi mà tôi trải nghiệm cái AI này thì tôi cũng chưa thực sự hài lòng lắm đâu. Và tôi thấy là nó kết quả của nó cũng chưa chính xác lắm. Ví dụ như tôi hỏi đồ ăn đây, nhưng mà kết quả ở đây thì kết quả đầu tiên nó lại ra quầy thuốc. Thế nên tôi thấy là cái AI này nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Phụ thuộc vào giọng đọc này, phụ thuộc vào mạng này, phụ thuộc vào dữ liệu này. Với cá nhân tôi thử một vài câu lúc nãy thì theo tôi đánh giá thì cái tính thực tế của nó vẫn chưa được cao cho lắm. Đó, hơn nữa là nó cũng chỉ đưa ra những cái kết quả đơn thuần như này thôi. Nó chưa có những cái đánh giá. Thì cái này về mặt sử dụng nó thì cũng không chắc là tôi có thể sử dụng được những cái kết quả mà nó nêu ra hay không. Đó là toàn bộ những cái chia sẻ của tôi về cái mẫu VinFast VF8 phiên bản Lux Plus này. Những cái nâng cấp, những cái thay đổi và giá của nó. Và giá hiện tại thì vẫn đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đến hết năm nay. Sang năm thì có thể là giá nó sẽ bị tăng lên do cái phí trước bạ nó không còn được hỗ trợ nhiều như bây giờ nữa. Thời điểm hiện tại thì tôi thấy giá của nó cũng đang ở mức tương đối hợp lý rồi. Anh em có thể đến showroom trải nghiệm và đi thử. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.